Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 13 tháng 3 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, Giá lợn hơi trên thị trường đang có xu hướng chứng lại và không thể tăng vượt ngưỡng giá thành chăn nuôi. Người chăn nuôi không dám tái đàn bởi hiện nay có nhiều nguy cơ rủi ro. Theo thông tin từ các trang trại chăn nuôi, hai tuần qua giá heo hơi ở các công ty chăn nuôi lớn liên tục có sự điều chỉnh. Có những thời điểm tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg nhưng vẫn chưa vượt qua điểm hòa vốn của người chăn nuôi. Bởi hiện nay giá thành chăn nuôi đang ở mức cao. Bên cạnh đó, vừa qua, các công ty chăn nuôi lớn lại điều chỉnh giá bán giảm 1.000 đồng đối với heo quá lứa. Chính vì vậy mà khiến cho thị trường ngày càng có xu hướng ảm đạm. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, mức giá ở các địa phương dao động trong khoảng 48 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng như Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương hay là Nam Định, Thái Bình trong ngày hôm nay đều có mức giá trên 50.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương vẫn bán với mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đây là khu vực có mức giá bình quân cao nhất cả nước hiện nay. Như vậy mặc dù có rất nhiều nỗ lực kích cầu nhưng giá lợn hơi ở cả nước không thể vượt quá 60.000 đồng trên 1kg từ đầu năm cho đến nay mà các thương nhân kỳ vọng, cũng như là đưa giá lợn hơi lập bản mạng mới. Theo anh Tuấn, một hộ chăn nuôi ở huyện Trực Ninh của tỉnh Nam Định Than Thở, chưa bao giờ giá lợn hơi lại ảm đạm như bây giờ. Mới tuần qua, giá hơi có xuống tăng nhưng nay lại quay đầu giảm, giao động từ 1 cho đến 2 giá. Từ đầu tuần cho đến nay, không thể vượt mức 55.000 đồng trên 1kg. Thị trường lợn hơi trong mấy ngày nay khá ảm đạm, ngay như một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hay là đối với tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực miền Bắc vẫn duy trì được mức giá cao, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền núi như Lai Châu, Điện Biên hay là đối với tỉnh Lào Cai. Trong khi phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng, có giảm nhẹ so với cách đây khoảng 3 ngày. Tại một số địa phương có đàn heo lớn như là Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hay ngành như đối với thị trường miền Nam, sau khi công ty cổ phần chăn nuôi CP ở khu vực miền Nam điều chỉnh giá hơi giảm 1.000 đồng thì giá heo ở các tỉnh khu vực này trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Sức cầu chưa cao nên không thể thúc đẩy giá hơi tăng trở lại. Hiện nay chỉ thành phố Hồ Chí Minh đạt được 90% sức mua so với thời gian giãn cách do Covid-19. Còn lại các tỉnh ở thị trường miền Tây đang ở mức khá thấp. Bên cạnh đó, heo dịch nhiều, không kiểm soát được nên hiện nay heo mảnh bán với mức khá thấp ở các chợ đầu mối thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Huân, trưởng trại chăn nuôi Bình An ở Bình Thuận cho hay doanh nghiệp chăn nuôi lớn hiện nay đặc biệt là đối với công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam đang tồn rất nhiều lợn có trọng lượng lớn nên áp lực chuồng cao buộc phải đẩy hàng ra bằng mọi cách nên khiến cho nguồn cung hiện nay đang rất nhiều và giá thấp khi cp bán giá thấp giá trên thị trường sẽ không cao được vì giá hơi trên thị trường được điều chỉnh căn cứ vào giá bán của các công ty chăn nuôi lớn một yếu tố nữa là dân ăn thịt heo ở tầng lớp trung bình. Dịch Covid-19 khiến cho thu nhập của khách hàng này cũng giảm, họ cắt giảm chi tiêu nên tổng cầu cũng giảm theo. Đó là yếu tố khiến cho giá hơi chưa thể tăng mạnh trở lại. Còn theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, với mức giá từ 50.000 đồng trở lên, các trang trại chăn nuôi lớn bắt đầu có lãi, nhưng đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn lỗ không kích thích được người chăn nuôi tái đàn trong thời điểm này. Và ông cũng nhấn mạnh, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục được điều chỉnh tăng cao, nhưng giá lợn hơi lại không bứt phá khỏi điểm hòa vốn. Người nuôi hầu như không có lãi. Giá lợn hơi thấp nên chủ động được con giống thì người chăn nuôi có thể có lãi chút ít. Tuy nhiên đối với các gia trại nhỏ lẻ thì phải mua con giống ở bên ngoài, chính vì vậy mà chắc chắn thua lỗ. Thị trường kém sôi động, giá thấp dịch bệnh phức tạp là những yếu tố khiến cho các hộ chăn nuôi thận trọng không dám tái đàn. Còn theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi miền Bắc và miền Trung nhấn mạnh, nguồn cung hiện nay đang lớn như nếu dịch bệnh phức tạp, lợn bị tiêu hủy nhiều sẽ khiến cho nguồn cung thiếu trong nay mai và đẩy giá lợn hơi lên cao và ở ngược lại. Khi mà kiểm soát được dịch bệnh, người nuôi vào đàn nhiều thì giá hơi lại rơi tự do. Và cụ thể hơn, theo cái nhận giá hơi trong ngày hôm nay, ở 63 tỉnh thành trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nam 53 cho đến 55.000 đồng. Ngay như tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, mức giá bình quân đối với heo trọn loại 1 là 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên giao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng. Nhà hộ chăn nuôi báo giá khu vực tiên lữ của tỉnh Hưng Yên vẫn đang duy trì mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Thái Bình phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó một số địa phương như là Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay đang dao động trong khoảng 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng có mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Khi nhiều hộ chăn nuôi báo giá cuộc lục nam của tỉnh Bắc Giang dao động phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Quảng Ninh phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, cao hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó đối với Hải Phòng, dao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng. Nam Định cũng giao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg và mức giá 56 cho đến 57.000 đồng như tuần trước hầu như là không còn đối với địa phương này. Tuyên Quang 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Cao Bằng phổ biến mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai giao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng Yên Bái 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Riêng có hai địa phương là Lai Châu và tỉnh Điện Biên vẫn đang duy trì mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó đối với Sơn La, dao động trong khoảng 49 cho đến 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Hòa Bình cũng có mức giá tương tự, phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay riêng chỉ có Lâm Đồng là có mức giá cao, dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng các địa phương khác hầu như thấp hơn từ 1 cho đến 2 giá. Ngay như đối với tỉnh Con Tum, các hộ chăn nuôi đều báo giá phổ biến 49 cho đến 52.000 đồng. Gia Lai 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó Đắk Nông cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trong khi các tỉnh ở khu miền Trung như Thanh Hóa giao động 50 cho đến 55.000 đồng, Nghệ An 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Thậm chí Hà Tĩnh nhiều nơi chỉ báo giá trong khoảng 49 cho đến 53 000 đồng trong ngày hôm nay. Quảng Bình 50 cho đến 52 000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 50 cho đến 52 000 đồng trên 1 kg. Huế cao hơn một giá 51 cho đến 53 000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế có mức giá 53 000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay giảm rõ rệt về mức 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg, tức là giảm từ 1 cho đến 2 giá so với những ngày đầu tuần. Trong khi đó Đà Nẵng vẫn phổ biến trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng. Còn đối với tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 52.000 đồng. Bình Định 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 50 cho đến 52.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, giá hơi cũng đang ở mức thấp, chỉ phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ngày như tại thuộc phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Bà Thiệp Vũng Tàu nhỉnh hơn, 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương như Tây Ninh, Bình Phước và tỉnh Bình Dương trong ngày hôm nay có mức giá bình quân dao động 51 cho đến 52.000 đồng. Vĩnh Long và tỉnh An Giang trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 53.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động như là Long An giao động 50 cho đến 53.000 đồng. Tiền Giang phổ biến mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Biến Tre trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 51 cho đến 52.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật giá hơi hàng ngày của chúng tôi.